Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang ở trong trung tâm của thành phố Cao Bằng và hôm nay mình sẽ làm một cái video cho các bạn xem về cái chi tiết quay cái con lợn quay như nào, được chưa? Và mình đã vào một khu của một anh chuyên làm và quay lợn hàng ngày để xem cái công việc mà quay lợn quay như nào. Các bạn có thể theo dõi qua đoạn video này nha. Đấy. Lợn trong làng lợn trong làng ấy nhỏ à. Và các bạn đang xem đây là cái con lợn đang ở trên cái dàn máy quay, nó hiện đại hơn là quay tay một tí, là nó có sử dụng cái động cơ để quay và chúng ta nhàn hơn và nó có thể quay tự động mà chúng ta không cần làm gì cả. Nguyên liệu con lợn vẫn có đầy đủ và mắc mật các kiểu. Cái này vẫn có lá mắc mật vào trong nhỉ? Có mà nhờ, thường là có mà. Các bạn có thể xem đây là cái bánh răng to, nó được gắn vào cái trục quay của con lợn và hai cái băng bánh răng nhỏ ở giữa ấy, nó luồn cái xích quang và một bánh răng nhỏ nữa ở trên motor quay. Thì cái này nó giúp cho chúng ta quay lợn rất là dễ dàng nếu mà nó được lắp ráp và thiết kế kiểu như này. Cái biển này để cạnh đường người ta mới thấy chứ anh. Đây là em mình chưa lâu, bây giờ em đang biểu hiện người ta biết hết là ít khi làm người ta cái biển ra à. Người ta nên mình kiểu quen là chưa ít khi mình làm à, rồi, rồi. Nhưng mà mình làm buổi sáng thì chưa bán người ta cái biển ra buổi sáng để người ta biết à, vâng vâng. Kiểu như mình bán quen ở đây thôi, người ta cũng biết rồi nhờ. Bán quen ở đây đến giờ là 4 giờ là người ta ra lấy à. Nhưng mà tầm buổi trưa là người ta sợ cái câu làm người ta đi mua cái khác để đặt cái biển ra người ta để ý à, hiểu không? Này mọi khi ở chỗ em ấy cũng làm nhưng mà nó toàn là quay tay thôi anh. Mọi khi ở chỗ em làm ấy nhưng mà nó toàn quay tay hết thôi, không có máy ấy. Quay một người hết mà đa số thợ nóng lắm, đa số thợ chủ yếu mùa hè ấy, quay nóng cực, đông ngược mùa hè. Mùa hè nóng lắm, vẫn có thỉnh thoảng vẫn có nhưng mà toàn là quay tay hết đấy. Thank you.
trên Tràng Định Lạc Sơn cơ. Ừ. Đấy có làm nó quay nhiều nhỉ? À, ai? Tràng Định Lạc Sơn có mà. Nhiều lần quay mà. Nói chung là vẫn có. Con to lắm. Con to có con là khoảng 6 đến 70 kg đi. Con như thế to lắm. Quay sợ nó không chín ở bên trong ấy. Đấy có trường hợp là quay là nó không chín. Không chín. Kiểu như là lửa to quá. Và con to quá mình quay vội vàng ấy, đôi lúc nó không chín ấy, kiểu thế. Nhiều ông quay thợ lần đầu tiên chặt ấy, không chín là thôi. Thường là tầm khoảng à, tiếng dưới 2 tiếng nhỉ cái này. Có này tầm 90 phút là được ạ. 90 phút là được à? Ừ, thế là nhanh. Kiểu này người nhàn hơn nhỉ. Không cần phải làm đỡ khó chứ. Ờ đỡ khó với các kiểu. Cái này hôm nay có hội chợ gì à? Cao Bằng ấy. Hôm nay ở Cao Bằng có hội chợ gì à anh? Em chả để ý, em nó vừa lên thôi em. À. Hôm qua vào tháp chơi, hôm nay vừa vào làm. À. Ờ. Nó vừa lên em để ý. À. Em làm lên trước hôm qua thì hôm qua nó về ra thôi. À. Thì nó đài. Loa đài tối qua nó ấy vào thác nhiều lắm nhờ. Tổ chức khá công phu đấy ở thác kia. Hôm qua vào thác chơi. Ừ. Ở dưới làm là đi bắt lợn là vào lợn làng ấy. Ờ, cũng toàn là lợn làng thôi. Kiểu như là hôi ấy. Đấy, kiểu như hôi thì sợ ảnh hưởng đến cái chất lượng thịt bán ra ấy. Cho nên là người ta ưu tiên là chọn những con tốt hết. Nói chung là khi bán hàng thì ăn ngon thì một lần xong người ta sẽ ăn. Ừ, đúng rồi. Ừ, một lần người ta chỉ cần mua một lần mà không tốt thì người ta lần sau người ta ít lắm. Ít thì... Lần tầm này là hay hôi á. Ừ. Lần quay được hay hôi á. Nhất là kiểu như là người ta nuôi bằng những cám ấy, cám thẳng ấy. Đấy. Cám thẳng ấy thường là nó có một cái mùi là gì đó. Vàng rồi, vàng nhanh thế nhở? Con này lên mục khó đấy con này à? À. Làm lông khó. Ừ. Con nào làm lông càng khó thì lên mục nó càng lên khó. À. Mọi khi người ta toàn, em thấy thôi, mọi người toàn lên màu trực tiếp, lên màu thẳng luôn đấy. Có nghĩa là kiểu như mình giết mổ xong lên màu thẳng cho nó lấy lên quay luôn. Kiểu ấy. Lần mới là nó lên màu nó đẹp hơn là lần nào là nó lên khó. Ờ. Đúng rồi, kiểu như tùy từng kiểu con ấy nhờ. Con nó thì sao? Thì con nào khô thì là nó lên nó thì không đẹp. Ờ. Con nào thì nó mỏng mỏng nhìn nó trắng trắng lúc thì nó lên mồm nó vàng luôn. Ừ.
lượt quay này lúc nào cũng đặc sản nổi tiếng rồi nhờ. Nổi tiếng Cao Bằng Lạng Sơn đi đâu cũng thấy là lợn quay thôi. Cao Bằng thì cũng biết con là Lạng Sơn thì nhiều. Ừ, Lạng Sơn cũng nhận nhiều nhờ. Cao Bằng thì bộ cũng làm, cũng là biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ. Và các bạn hãy nhớ đến đây một lần để thưởng thức được những món ăn lạ đặc sản của quê hương. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.